nhận một món quà từ ban tổ chức. Câu hỏi số 2. Ngày 20 tháng 11 chính thức trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam vào ngày tháng năm nào? Cô đọc lại câu hỏi. Ngày 20 tháng 11 chính thức trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam vào ngày tháng năm nào? Có những cánh tay của các bạn khối 6 ạ. Năm 1982 là 15. Chính xác. Nhưng tuy nhiên cô đính chính lại, đó chính là ngày 28 tháng 9 năm 1982. Với câu hỏi bạn đã trả lời đúng năm rồi đúng không ạ? Vậy ban tổ chức cũng khen thưởng bạn một phần quà.